mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Cát Tặc của tác giả Hoàng Tuấn Anh Lại nói không cưỡng lại được cám dỗ từ việc đi biển ngắm người đẹp mặc bikini Mình đã bỏ mặc gấu ở Hà Nội lên taxi chạy về biển cùng với Hoa Về đến Sầm Sơn Hoa dường như đã rất quen thuộc Nói taxi chạy đến nhà nghỉ LT Tất nhiên là vẫn thuê hai phòng cạnh nhau mình nhận phòng tắm rửa xong Xuống sảnh Ngồi ngắm biển và đợi hoa Đang ngây ngây thả hồn theo sóng Thì mình bị đập một cái vào đầu đau điếng Hoa cười nói Anh bị tự kỳ à Mặt nhìn cứ ngơ ngơ Mình quay lại Thì bị đứng hình mất mấy giây Hoa đã thay bikini rồi Em mặc bộ bikini màu xanh dương Ôm trọn vòng ba đồ sổ Và hai trái bưởi múp mít Tất nhiên em ấy có choàng một chiếc khăn tắm quanh người Nhưng nó chả che được nhiều Mà chỉ càng làm lộ ra những thứ cần lộ Nhìn mỹ cảnh đó Đến gay nó còn 12 giờ chứ đừng nói là mình Và khi 12 giờ Thì mặt đa số các đồng chí trở nên đờ đẫn Tất nhiên mình cũng không phải là ngoại lệ qua nhìn thấy mình như thế Thì tát nhẹ mình một cái rồi nói Ông bỏ ngay cái mặt đấy đi cho tôi nhờ định ăn thịt à nói vậy nhưng em ấy lại chúm chím cười sóng mắt long lanh rõ ràng là muốn giết người ta mà mình cố kìm chế cho thằng em nói xuống 6 giờ rồi cùng em ấy ra biển nắng vàng biển xanh hoa ngụp lặn trong sóng như dái cá mình thì chỉ đứng một chỗ dưới biển vì không biết bơi thêm phần nữa là bị cận bỏ kính ra chả nhìn thấy gì nên cứ đứng yên một chỗ cho nó lành Nhớ tí không tìm được đường về thì bỏ mẹ Đang lơ ngơ Thì từ sau lưng có bàn tay mát lạnh và mềm mại Đặt lên vai mình Hoa cười nói Ra biển mà đứng một chỗ thế này à Đừng nói anh không biết bơi đấy Mình thừa nhận một cách đau khổ Ừ anh mệnh hỏa kỵ nước lắm Tháng tắm có 10 lần nữa là bơi Em phá lên cười đáp có phúc đẻ con biết lội có tội đẻ con biết trèo lại đây mẹ dạy con lội giờ mình vẫn nhớ như in câu này nghe uất vãi lờ là... chưa dứt lời em ấy đã nhấn đầu mình xuống nước không chuẩn bị nên mình làm mấy ngụm nước biển mặn chát vùng vẫy mãi mới thoát ra được mình quay lại định quạt cho em ấy một trận thì em ấy nói muốn biết bơi trước hết phải tập sạc nước giờ em đỡ cho anh bơi nhé Ai, định kẻ chi tiết cái vụ dậy bơi này Nhưng nghĩ lại thấy nó nhố nhăng và mất thời gian của anh em Cũng chả đi theo mạch chuyện gì cả Nên mình tóm gọn lại là Chiều hôm đó mình về em ấy tắm biển Em dạy mình tập bơi Mà tập bơi thì cái vụ lỡ tay vỗ mông Với lỡ tay bóp ngực em ấy là điều hiển nhiên Mình cũng không tiện kể ở đây Vì cái cảm giác 12 giờ ở giữa nước lạnh nó cũng không phải là trải nghiệm thú vị cho lắm mà kể lại Đấy là chuyện của buổi chiều còn buổi tối Sau khi về khách sạn tắm rửa xong Thì mình với em ấy đi dọc bờ biển tìm đồ ăn Đã ăn hải sản thì phải uống rượu Và em Hoa thì uống rượu rất khá Thế nên khi tàn buổi nhậu hôm đó Thì cả hai đứa đều biêng biêng thì không nên về khách sạn vội kẻo sinh cái bất cập Tốt hơn hết là hãy ngồi ở bãi biển ngắm trăng cây đá Hình như hôm đấy cũng đã có trăng Biển tối mù thì phải Nhưng mình thích bịa ra trăng cho nó có vẻ lãng mạn đấy Trong khi mình ngồi gật gù nhìn ngực em ấy Thì em ấy luyên thuyên những câu chuyện bất tận Từ những lần đi biển trước đây với mẹ Với bạn bè, với người yêu Cho đến những chuyện em ấy buồn bã và đau khổ như thế nào Khi mẹ cặp hết người này đến người khác Và cuối cùng trong buổi nói chuyện hôm ấy Em ấy đã tiết lộ một chuyện cái chuyện mà mình phải dành cả phần 8 này Để viết về chuyến đi biển Chỉ để tiết lộ về cái việc đấy Đại loại như sau Mình đang ngây ngất với hương thơm Tỏa ra từ người em ấy Và mắt thì thỉnh thoảng lại liếc trộm bộ ngực ngồn ngộn Sáng lập lành dưới ánh trăng của em ấy Thì đột nhiên em ấy hỏi mình một câu Anh có muốn biết bố em là ai không? Mình Chả phải em nói lớn lên em đã không biết mặt bố rồi sao còn không biết bố em sống chết thế nào mà là mẹ dặn em em không được nói cho người ngoài biết trước mẹ em cũng giấu em nhưng đến lúc em lớn rồi hiểu chuyện rồi khóc nhiều hỏi nhiều là tại sao con không có bố thì lúc đó mẹ em mới nói im lặng một lúc lâu em ấy mới tiếp bố em hiện đang là đấy anh em nào tò mò thì tìm lại trong 500 trang Mình đã tiết lộ thông tin này ở một comment nào đó trong cái topic đấy Sau khi biết được đề nghị anh em không tiết lộ Không công khai trên thớt này nhé Mình khẳng định thớt này sẽ bị đóng bởi mốt Hoặc mình sẽ drop thớt này Khi có bất cứ anh em nào công khai thông tin đó ở đây Quay lại câu chuyện giữa mình với em Nhung Nghe em ấy nói lúc đó mình không tin Nghĩ là em ấy đang bị sai nhưng sau đó khi giải quyết vụ án tiếp xúc với đồng chí hương nhiều mình mới tin đó là sự thật do không tin nên mình cứ ậm hàm ừ cho qua chuyện hai đứa nói chuyện với nhau một lúc rồi em bảo lạnh đòi về về đến khách sạn mình về phòng mình em ấy về phòng em ấy lúc đó dù hơi rượu sộc lên não nhưng mình vẫn đủ tỉnh táo để nhận định rằng một đứa con gái nếu không có tình cảm với thằng con trai thì chả dỗi hơi đi riêng hai đứa ra biển Mình biết là nếu mình tiến tới Thì mọi chuyện sẽ thuận thôi Nhưng còn gấu ở nhà Với bốn năm yêu nhau Bốn năm cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn thử thách Mình ngồi đần mặt trong phòng Và suy tính rất lâu về chuyện đó Lúc đó mình chưa đủ cứng Như khi tiếp xúc với tim gõ Lại đang có một số vướng mắc với gấu Rồi còn đang trong men say Và trên tất cả mình biết mình cũng có tình cảm với Hoa Hà muốn bụng lên mình đứng dậy Ra ngoài gõ cửa phòng em Hoa Cửa mở em Hoa đứng đó với bộ váy ngủ trong suốt gợi cảm Vậy là chút lý trí cuối cùng Đã bị tình trồng đoàn mất Mình không nói gì bước vào phòng Em Hoa lùi lại không ngăn cản Để mình bước vào trong Vừa vào phòng thì mình đóng sập cửa lại Lao lại ôm Hoa Không chút phản kháng Hoa ôm lại mình Môi chạm môi, mùi hồng xiêm từ hơi thở của hoa làm mình phát cuồng. Bế thốc hoa đặt lên giường, mình kéo tốt chiếc váy xuống để lộ bầu ngực trắng hồng đang căng cứng chờ đợi. Tay trái mình vòng xuống đỡ lưng hoa và xoa nhẹ lên ngực trái của em ấy. Tay phải mình luồn dưới chiếc váy đã tuột xuống quá nửa để lần tìm cái vùng cấm đang ẩm ướt theo từng cái hôn của mình trên ngực phải. Hoa nhắm mắt lại và khẽ rên rỉ gì lẫn trong hơi thở đứt quãng. Vậy là mình đã đi qua giới hạn và không bao giờ có thể quay đầu lại. Đây là một trong số những chuyện khiến mình ôm hận cho đến tận bây giờ. Kể lại thêm một chút ngoài lề Mấy hôm nay mình nhiều việc, thêm nữa là chuyện cá tạc này. Cái nội dung xuyên suốt câu chuyện mình muốn kể lại không phải là chuyện cá tạc, mà lại là mối quan hệ giữa đồng chí Hương với đồng chí ấy. Mà vấn đề này lại quá nhạy cảm mình không thể viết mà không động chạm đến được. Thế nên mình cứ cân nhắc xem có nên drop hay không. Thêm nữa công việc lại mệt mỏi và sức nóng của chuyện lại không còn như khiêu vũ giữa bảy gõ nữa nên mình cũng ngoài. Rất mong anh em động viên và đưa ra phương án để mình có thể tiếp tục. Thật lòng đấy. Một số anh em cứ thắc mắc cái tính logic về thời gian giữa chuyện này và chuyện mình giải thích là chuyện này diễn ra vào cuối năm 2010, đầu năm 2011 và kéo dài đến cuối năm 2012 khi mình gặp tim gõ nhé. Sau khi từ biển về Hà Nội, mình tập trung lo soạn thảo, bản luận cứ và chuẩn bị hồ sơ để bảo vệ cho những người bị hại trong vụ án. Bản luận cứ này mình cũng đã công khai trên Facebook của mình và một số báo. Anh em nào muốn đọc thì inbox địa chỉ mai cho mình nhé. Lúc đó mình nghiên cứu hồ sơ với tâm trạng rất tệ. Như đã nói thì toàn bộ cơ quan điều tra tòa án ở viện kiểm sát tỉnh đã về cùng một phe để bảo vệ con gà đẻ trứng vàng cho chủ tịch tỉnh rồi. Một mình luật sư cũng không thay đổi được gì cả. Biết trước thua mà vẫn phải đánh là một cảm giác không dễ chịu gì. Mặc dù tìm ra được rất nhiều điểm mâu thuẫn và bất hợp lý trong hồ sơ vụ án, nhưng làm thế nào để viện kiểm sát và tòa án xem xét một cách nghiêm túc và công minh lại là một vấn đề nan giải. Cũng vì lý do đó mà sếp mình tỏ ra không mấy mặn mà và giao toàn bộ vụ việc lại cho mình. Bơi một mình trong 10.000 bút lục là mình có cảm giác chán nản và tuyệt vọng dần. Dù sao đi chăng nữa lúc đó mình cũng chỉ là một thằng sinh viên luật mới ra trường được mấy tháng Từ vấn những thứ đơn giản như nhà đất thừa kế hôn nhân thì còn có khả năng chứ đánh một vụ án lớn như thế thì thực sự là quá sức và như rất nhiều lần khác trước đó khi gặp khó khăn mình sẽ nghĩ đến người yêu của mình bất nguyên một đêm nhịn xếp hình để trao đổi toàn bộ nội dung vụ việc với em cuối cùng em đưa ra phương án cho mình như sau một vụ án hình sự luật sư cần hai yếu tố: hình thức và nội dung. Phần nội dung cậu đã làm rất tốt, tớ đọc bản luận cứ thấy có rất nhiều căn cứ để lật lại bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, luật sư mà chỉ quan tâm nội dung thì cũng vứt. Quan trọng nhất là làm sao buộc thẩm phán hay những cơ quan tố tụng khác phải nghe theo quan điểm của mình trong bản luận cứ. Đó chính là phần hình thức giờ mình đều hiểu là toàn bộ cơ quan tố tụng ở tỉnh Thanh Hóa đã cùng một phe với nhau rồi. nhưng tại sao giai đoạn phúc thẩm thì tòa án nhân dân tối cao mới là cơ quan có quyền quyết định. vậy là mấu chốt ở đây là làm sao để thẩm phán và tòa án tối cao nghiêng về phe mình. mình mất lời. nhưng chắc chắn là bên kia họ đã tác động trước mình rồi. gấu, đây là cậu đoán thế thời này không phải cứ nhận tiền rồi đổi trắng tay đen như trước được nữa thẩm phán nói chung đều phải nhìn trước nhìn sau rồi mới đưa ra phán quyết trừ những vụ xử kín xét xử theo chỉ thị còn những vụ xử công khai thì cũng không nhiều thẩm phán dám bẻ cong chân lý đâu còn cái tâm lý chắc chắn thua của cậu là do thông tin bên ngoài rằng thì là ông dụng đứng sau vụ này quen biết rộng rồi có chủ tịch bảo kê rồi sau chủ tịch tỉnh còn có đồng chí to lắm đỡ đầu. Sai bét cả. Thực tế thì vụ này chỉ có sự chín thằng cát tặc. Ngoài ánh sáng cũng chỉ có bảy thằng tư cố vô thân đó. Những người đứng đằng sau chức vụ càng cao thì người ta càng lo cho bản thân của người ta hơn. Nếu có động thì người ta cũng sẵn sàng thí tốt thôi. Và cậu cũng nên đặt mục tiêu cho mình trong vụ án này là giết được càng nhiều tốt càng tốt. Còn những việc khác cậu không nên quan tâm vì có quan tâm cũng chả giải quyết được vậy là xác định đánh chín thằng ca tặc nhé chín thằng này thì tại phiên sơ thẩm tòa của nó viên của nó thì lại chả có năm tháng tù cùng trong tình với nhau người ta cũng phải nhìn nhau mà xử nhưng giờ lên tòa án tối cao thì không đơn giản để được như thế nữa như mình đã nói những người đứng sau càng to thì người ta càng hạn chế xuất đầu lộ diện vì thế tôi cho rằng bọn này có muốn chạy trên tòa tối cao thì thằng dụng cũng chỉ bơm tiền cho mấy thằng loi nhoi ôm tiền lên thôi chắc chắn các đồng chí to sẽ không đánh đổi uy tín và địa vị của họ để đi cứu mấy thằng chân đất mắt toét làm gì mà tiền để thẩm phán tối cao họ cũng không nhắm mắt nhận đâu họ leo lên được đến đó thì tiền cơ bản không phải là vấn đề quan trọng nhất nữa rồi cây ghê đang ngồi họ cũng phải mua bằng rất nhiều tiền mới có vì thế không bao giờ vì tiền mà họ hy sinh cái ghế đó Vấn đề ở đây là cậu phải làm sao để thẩm phán họ nhận ra được điều đó Muốn thế mình phải tấn công trên mọi mặt trận Thứ nhất về bản chất thì vụ việc dù đúng dù sai vẫn phải dựa trên cơ sở pháp luật Vì vậy cậu phải tìm cách chuyển bản luận cứ cho thẩm phán thụ lý Thứ hai cần phải đưa ra dư luận và công chúng vào cuộc để buộc thẩm phán và nhìn trước nhìn sau khi đưa ra phán quyết. Vậy nên cậu cần chuyển vụ việc này cho báo chí. Nếu có truyền hình vào cuộc nữa thì tốt. Thứ ba quan trọng nhất là phải khiến mấy vị cho bu nóng mặt mà chỉ đạo xuống. Việc này mặc dù anh Thắng chị Hương nói họ sẽ lo liệu, nhưng cậu cũng phải giúp họ một tay. Theo hồ sơ thì mẹ của một nạn nhân là bà mẹ Việt Nam anh hùng đúng không? Cậu tìm cách đưa bà ấy ra Hà Nội Cho bà ấy làm đơn kêu cứu, cứu khẩn cấp Gửi những cơ quan sau Ban Bí Thư Ủy ban Thường vụ Quốc hội Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Văn phòng Chính phủ Và quan trọng nhất là thu xếp cho bà ấy Cùng với cái danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh Hùng Ra ngay số 1 Hoàng Hoa Thám Ngồi biểu tình về kêu cứu, cứu Đây là cách thức cổ điển Nhưng mang lại hiệu quả Giờ thống nhất phương án như vậy rồi cậu tiến hành làm đi. Cần tớ giúp đỡ gì thì bảo nhé. Giờ cậu định trả công tớ thế nào đây? Sau khi thống nhất phương án với gấu, mình xin ý kiến xếp và trao đổi với đồng chí Thắng và Hương, bắt đầu từng bước phối hợp thực hiện. Về báo chí và truyền thông, mảng này mình quen biết nhiều. Tuy không có những báo lớn như an ninh thủ đô, công an nhân dân, nhưng mình cũng nhờ được báo đời sống pháp luật, cựu chiến binh, báo pháp luật Việt Nam tìm hiểu và đăng bài truyền hình thì mình cũng có thằng bạn làm bên an ninh TV. Tuy nhiên để làm phóng sự điều tra về vụ này thì thằng bạn mình chưa đủ tầm quyết. Lúc đó thì đồng chí Hương mới lên tiếng, không hiểu chắp nối từ đâu mà chỉ một ngày sau khi mình đề xuất để an ninh TV vào cuộc, đồng chí ấy đã lên làm việc được với tổng biên tập. Sau đó thì kênh an ninh TV có đăng 3 số phóng sự điều tra về vụ án này. Anh em nào hay xem kênh này chắc biết mình vẫn còn đĩa lưu ba bài phóng sự này kết thúc chuyện này mình sẽ công khai vậy là gần một tháng trời sau đó các cơ quan ban ngày ở thanh hóa không ngày nào đối yên hết báo đến truyền hình thay nhau về phỏng vấn yêu cầu cung cấp thông tin tuy nhiên thì cuối cùng cũng chỉ có báo đời sống pháp luật và an ninh tv là chiến đấu đến cuối cùng còn các báo khác về bị phong bì nó lấp đầy miệng luôn đợt đó mình từ mặt một thằng bạn cũng vì vụ đó về hướng khiếu nại và biểu tình ngay sau khi mình đề xuất thì đồng chí thắng phi ngay vào trong thanh hóa và chiều hôm đó đã đưa được bà mẹ việt nam anh hùng ra hà nội đơn từ các kiểu thì mình đã soạn sẵn bà mẹ việt nam anh hùng sau khi ký xong thì đồng chí thắng đi giải khắp các cơ quan cần thiết khi vào việc rồi mình mới thấy đồng chí thắng với đồng chí hương có quan hệ rộng kinh khủng hầu như đến cơ quan nào đồng chí hương cũng có người quen để nhờ gửi đơn còn bà mẹ Việt Nam anh hùng thì được trang bị áo chống nắng, băng rôn biển hiệu, ra số một hoàng hoa thám ngồi thiền. Đúng cái đợt ra ngồi thì hình như cũng có mấy vụ khiếu nại kiện tùng gì đó. Nên chỗ đó cứ gọi là chen trúc đông đúc vãi ra. Đèn cái là vừa mới ngồi được có nửa buổi thì bà mẹ Việt Nam anh hùng đã bị hốt lên xe thùng đưa về Hà Đông. Mình nhận được tin báo thì phi ngay xuống gì đó. Nhưng đến nơi thì đã thấy cụ được thả ra vì bố bảo thằng nào dám động vào bà mẹ Việt Nam anh hùng chứ vừa được thả ra thì cụ bảo mình cháu lại cho bà về chỗ cũ bà đòi bằng được công lý cho con bà mới thôi ba ngày liền ngồi thiền ở đó đến ngày thứ tư do có tác động nên cụ được đồng chí X mời và nói chuyện sau đó thì có chỉ thị gửi về ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa và tòa án nhân dân tỉnh thanh hóa yêu cầu làm rõ nội dung vụ án. vậy là kết quả thu được từ hai mặt trận đó tương đối khả quan. mặt trận còn lại thì đồng chí hương tiếp tục ra tay chấp mối cho xếp mình gặp đồng chí thẩm phán tòa tối cao thụ lý phúc thẩm vụ án này. sau khi gặp về xếp mình rất phấn khởi nói vụ này vẫn có khả năng. Vậy là hai thầy trò lại lan vào chỉnh sửa và bổ sung bản luận cứ. Có một điều là là suốt thời gian đó em Hoa luôn tránh mặt mình, gọi điện cũng không nghe máy. Hỏi đồng chí Hương thì đồng chí ấy báo là em Hoa đang phải đi lo giải quyết một việc khác, không có mặt ở Hà Nội. Dù lo lắng và suy nghĩ về em Hoa rất nhiều, nhưng mình phải tạm gác lại. Phiên tòa phúc thẩm ngày càng gần. Người anh em đọc tạm bản luận cứ trong lúc mình viết tiếp cháp mới, cộng hòa sau chủ nghĩa việt nam độc lập tự do hạnh phúc bàn luận cứ bào chữa cho bị cáo dbh và bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp cho bà nta vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày xxizz tại khu vực sông zz thuộc xã tt huyện th tỉnh thanh hóa kính thưa hội đồng xét xử thưa vị đại diện viện kiểm sát nhân dân thưa các luật sư đồng nghiệp và toàn thể quý vị có mặt tại phiên tòa ngày hôm nay. Tôi là luật sư XX thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Theo yêu cầu của ông DVH và bà NTA, được sự chấp thuận của Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa theo giấy chứng nhận người bào chữa số 36 trên 2012 HSST. Hôm nay tôi tham dự phiên tòa với tư cách là người bảo chữa cho ông DVH và là người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bà nta căn cứ vào hồ sơ vụ án và các văn bản tài liệu chứng cứ thu thập được tôi với tư cách luật sư bào chữa cho bị cáo dvh và luật sư bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp của đại diện bị hại bà nta xin đưa ra một số quan điểm về kiến nghị của mình góp phần giúp hội đồng xét xử có thể xem xét vụ án một cách toàn diện khách quan và đưa ra phán quyết đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho những người có liên quan đến vụ án trước hết tôi xin tóm tắt nội dung vụ án như sau trên địa bàn tỉnh thanh hóa những năm gần đây loạn khai thác cát trái phép của một số cá nhân tổ chức coi thường pháp luật đang có chiều hướng gia tăng mạnh mẽ như tại xã tt hành vi trái pháp luật của các thuyền hút cát đã khiến hàng trăm hai diện tích đất đai và hoa màu của người dân bị sói mòn sụt lở gây thiệt hại nghiêm trọng cho toàn thể các hộ dân sinh sống tại xã. Mặc dù chính quyền địa phương đã rất nhiều lần tiến hành làm việc, xử phạt đối với các chủ thuyền khai thác cát trái phép, nhưng các thuyền này vẫn ngang nhiên thực hiện khai thác cát trái phép. Thậm chí bọn chúng còn nhiều lần có hành vi chống lại người thi hành công vụ, khiến chính quyền địa phương gần như bất lực và để thả nổi, không kiểm soát các hoạt động này. Người dân địa phương do quá bức xúc bị bị mất đất, mất hoa màu, cũng như tiếng ồn suốt ngày đêm của các thuyền khai thác cát này nên đã nhiều lần cùng tham gia đuổi các thuyền khai thác cát trái phép để bảo vệ đất và hoa màu của mình. Đỉnh điểm là vào khoảng 10 giờ ngày 25 tháng 1 năm 2012, có từ 40 đến 50 thuyền khai thác cát trái phép tại mỏ cát 63 xã TT, huyện TH, tỉnh Thanh Hóa. Quá bức xúc nên nhân dân xã TT đã lên đê hô hào xua đuổi các thuyền khai thác cát này nhưng chúng vẫn bất chấp và ngang nhiên tiếp tục khai thác cát. Vì thế một số người dân đã nhờ ông LQV lái đò ngang đi qua khu vực khai thác cát để xua đuổi. Trên thuyền lúc đó có anh Phương Nhà Báo và anh Đông Bí Thư Đoàn Xá cùng khoảng 20 người dân, hầu hết là người già và thanh thiếu niên. Thấy thuyền của người dân ra đuổi, các thuyền hút cát tưởng là thuyền của đoàn kiểm tra liên ngành ra bắt, nên tất cả các thuyền hút cát bỏ chạy, bỏ lại một thuyền xi măng của NVP ở xã Hà Phú Hà Trung bị chết máy không chạy được. Người dân đi trên đò quyết định đưa chiếc thuyền xi măng về trụ sở ủy ban nhân dân xã Giao nộp xử lý theo quy định. Anh Vinh chủ đò đã nhảy xuống thuyền buộc dây nối để kéo thuyền về. Thuyền vừa chạy được một đoạn thì có hai thuyền sắt, một thuyền của NVN và thuyền sắt nhỏ của DVC với khoảng 50-60 người đuổi theo. Sau đó thuyền sắt lớn của NBN đã đâm thẳng vào đò ngang của người dân xã TT khiến chiếc đò ngang bị hỏng mui, trao đảo suýt bị chìm. Sau đó những người trên thuyền sắt với dao kiếm gậy gọc đã nhảy sang đánh chém khiến phần lớn người dân xã TT phải nhảy xuống sông để trốn thoát. Hành vi này của những người trên thuyền hút cát đã dẫn đến hậu quả là ba người chết và 6 người bị thương. Sau đó vụ việc cơ quan điều tra tiến hành khởi tố điều tra trong bản kết luận điều tra lần đầu, cơ quan điều tra đã xác định hành vi của 7 bị can tham gia vụ phạm tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều 104 Bộ luật hình sự và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng đã có cáo trạng truy tố các bị can với tội danh trên. Nhưng tiếp theo đó, tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung sau đó cả cơ quan điều tra, viện kiểm soát và tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đều thống nhất thay đổi tội danh đối với 7 bị can trên sang tội gây dối trật tự công cộng. Ngày 24 tháng 2 năm 2012, tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa ra bản án số 08 trên 2012 HSST tuyên các bị cáo phạm tội gây dối trật tự công cộng với mức hình phạt từ 4 đến 5 tháng tù giam. Phiên tòa phúc thẩm đã hủy bản án sơ thẩm và yêu cầu điều tra lại. Một, với tư cách là luật sư bảo vệ cho bị cáo DVH, quan điểm của tôi như sau. Theo như bản cáo trạng số 43 trên CT VKS TA, thì Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa truy tố thân chủ của tôi, ông DVH, về tội gây dối trật tự công cộng vì hành vi mượn đỏ lôi kéo mọi người đi đuổi các thuyền hút cát Tôi xin khẳng định lập luận trên là không có căn cứ và thiếu sức thuyết phục bởi những lý do sau. Thứ nhất, ông DVH không tham gia tổ chức lôi kéo mọi người đi tham gia đuổi các thuyền hút cát. Theo như lời khai của các nhân chứng, hồ sơ vụ án thì việc đi đuổi các thuyền hút cát vào ngày 25 tháng 1 năm 2012 là hành động tự phát do bức xúc của người dân xã TT chứ không phải do ông DVH đứng ra tổ chức. Cụ thể lời khai của NQD tại bút lục số 265 thì việc lên thuyền là do nhiều người rủ tôi và tôi cũng rủ một số người. Lời khai này cũng thống nhất với lời khai của Dương Văn Tới tại bút lục số 233. Người ta bàn tán về chuyện có nhiều thuyền hút cát, thấy rất nhiều người lên thuyền tôi cũng lên theo. Và lời khai của Lê Trọng Trung tại bút lục số 245. Tôi lên chiếc thuyền của ông Vinh đi đuổi những thuyền hút cát theo sự kêu gọi của những người trên thuyền. Tôi đi mà không được gì và không ai hứa cho hay hưởng lợi gì. Không những thế, theo lời khai của ông NDD, bí thư xã TT, tại bút lục số 237 thì, sau khi tôi và anh Dũng lên thuyền thì anh Hà ở thôn 4 xã TT mới đến và lên thuyền. Kính thưa hội đồng xét xử, những lời khai trên cho thấy việc cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy kết thân chủ của tôi, ông DVH, phát hiện thấy nhiều thuyền khai thác cát tại bãi cát mà đang làm thủ tục xin được cấp phép thăm dò và khai thác cát. Nên ông DVH đã tự động tổ chức mượn chiếc đỏ ngang của ông LQV ở xã TT huyện TH. Đồng thời DVH đi gọi nhiều người ở xã TT lên đò là hoàn toàn không có căn cứ. Thân chủ của tôi không phải là người tổ chức rủ dê lôi kéo mọi người đi đuổi các thuyền hút cát, mà đây hoàn toàn là do sự bức xúc của người dân xã Tê Tê. Thân chủ của tôi cũng không hề có bất kỳ động cơ vụ lợi nào khi lên đò đuổi các thuyền hút cát. Bởi việc xin phép hai thác cát của thân chủ tôi đã diễn ra từ năm 2007 và đã chấm dứt trước thời điểm vụ án diễn ra rất lâu. Việc viện kiểm sát đưa thông tin này với hàm ý thân chủ tôi vì vụ lợi mà tổ chức mọi người đi đuổi các thuyền hút cát là suy đoán và áp đặt. Việc lên thuyền của thân chủ tôi là do thấy trong số người lên thuyền có rất nhiều người già trẻ nhỏ, đồng thời lo sự số người này ra sông sẽ xảy ra xô sát với bọn cát tặc. Vì thế khi lên thuyền thân chủ tôi có nói, báo qua các ông các bác, ta ra sông tuyệt đối không được đánh nhau, nếu có thuyền nào chống lại ta giữ lại mang về báo cáo cho ủy ban nhân dân xã và công an xã. Bút lục 263 lời khai của Lý Thế Đô. Mặt khác thời điểm đó trên thuyền có rất nhiều người bao gồm cả anh NDD, bí thư xã TT. Việc cáo buộc ông DVH tổ chức lôi kéo xúi dục mọi người tham gia đuổi các thuyền hút cát là hoàn toàn không có căn cứ. Thứ hai, hành vi đuổi các thuyền hút cát trái phép của người dân xã TT Tê -tê không phải là hành vi vi phạm pháp luật. Việc khai thác cát trái phép trên đoạn sông thuộc xã TT Tê -tê Trung nhiều năm qua đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân trong xã, như làm sạt lở nhiều diện tích trồng hoa màu cũng như hệ thống đê điều trong xã. Không những thế tiếng ồn của hàng trăm máy hút cát suốt ngày đêm ảnh hưởng đến sinh hoạt của toàn bộ người dân trong xã, đặc biệt là việc học tập của các cháu trong độ tuổi đi học. Suốt nhiều năm qua, chính quyền địa phương gần như không làm được gì trong việc ngăn chặn hành vi khai thác cát trái phép của những người khai thác cát trái phép. Vì vậy, việc người dân bức xúc và thay mặt chính quyền đi bảo vệ nguồn tài nguyên quốc gia là hoạt động giúp đỡ chính quyền và cần được khuyến khích và tuyên dương. Kính thưa hội đồng xét xử, nếu những người đi bảo vệ tài nguyên quốc gia lại bị quy kết là có tội thì kỳ cương phép nước ở đâu? Nếu ngày hôm nay hội đồng xét xử tuyên thân chủ tôi là có tội thì tôi và những người có mặt tại phiên tòa này chắc chắn rằng người dân xã TT nói riêng và người dân cả nước nói chung sẽ không có ai dám đứng lên bảo vệ tài nguyên quốc gia nữa. Trên đây là quan điểm của tôi bảo vệ cho bị cáo DVH bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa truy tố về tội gây dối trật tự công cộng. 2. với tư cách là luật sư bảo vệ quyền lợi và pháp cho bà NTA mẹ của bị hại PXQ quan điểm của tôi về việc định danh tội của dvc và đồng bọn như sau kính thưa hội đồng xét xử bản kết luận điều tra bản cáo trạng và cá nhân tôi cũng nhận định rằng đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng với số lượng đông người tham gia và gây hậu quả nhiều người chết nhiều người bị thương tuy nhiên việc bản cáo trạng cho rằng do có đông người tham gia lộn xộn những người này lại không biết rõ về nhau nên không chứng minh được cụ thể hành vi gây thương tích của các bị can cá. qua đó thay đổi tội danh của các bị cáo từ cố ý gây thương tích sang gây dối trật tự công cộng là không có căn cứ và thiếu sức thuyết phục với diễn biến vụ việc và lời khai của các bị cáo người bị hại và nhân chứng tôi nhận định rằng việc nhảy xuống sông của những người dân đi trên đò ngang là ba người chết là hậu quả của hành vi đâm thuyền sắt vào đò ngang và nhảy sang đánh chém của người đi trên hai thuyền sắt khai thác cát là hoàn toàn có căn cứ vì vậy theo chúng tôi, không chỉ 7 bị can đang bị truy tố mà tất cả những người có tham gia trên hai thuyền sắt khai thác cát đều phải chịu trách nhiệm về hậu quả xảy ra. Theo quan điểm của chúng tôi, trong vụ án trên, hành vi của các bị can đã cấu thành tội giết người theo điểm A, điểm C, điểm 1, điểm N, điểm O, khoản 1, điều 93 Bộ luật hình sự với các tình tiết giết nhiều người, giết trẻ em, dùng phương pháp có khả năng chết nhiều người có tính chất côn đồ và có tổ chức ba người chết là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng gây hoang mang bất bình trong người dân xã tt Tê Tê nói riêng và người dân cả nước nói chung tuy nhiên cơ quan điều tra chỉ ra kết luận là không có chứng minh được cụ thể hành vi gây thương tích của các bị can và đóng hồ sơ vụ án với tội danh chung chung gây dối trật tự công cộng đây là việc làm thiếu trách nhiệm bởi nhiệm vụ của cơ quan điều tra là điều tra thu thập chứng cứ đưa những kẻ phạm tội danh sáng Vậy nhưng trong vụ án này Vì không chứng minh được hành vi tội phạm Nên cơ quan điều tra thay đổi tội danh Và để mặc ba người chết và thân nhân của gia đình họ Với nỗi oan khuất không biết kêu ai Tuy nhiên chúng tôi khẳng định Hoàn toàn có thể chứng minh được hậu quả ba người chết là do hành vi phạm tội Của các bị cáo cũng như những kẻ đi trên thuyền sắt Của NBN và DVC Qua việc phân tích hành vi của các bị cáo Chúng tôi lập luận làm rõ nội dung nêu trên cụ thể như sau Thứ nhất, hành vi của DVC tổ chức những người trên thuyền hút cát đuổi theo hành hung người dân trên đỏ ngang xã TT và dùng hung khí tấn công và tấn công đến cùng gây chết người. Thứ hai, hành vi tổ chức những người trên thuyền hút cát đuổi theo hành hung người dân trên đỏ ngang xã TT. Theo lời khai ban đầu của NVN, chủ thuyền sát hút cát, bút lục 410 và biên bản đối chất lần đầu. Bút lục 411 thì... Chú C, con rể ông B, bảo tôi cho thuyền đi kéo máng xả về. Đây là những lời khai ban đầu khi vụ án vừa xảy ra và có tính xác thực cao. Tuy nhiên sau khi bị tạm giam và quá trình điều tra không rõ vì lý do gì mà NVN lại thay đổi lời khai và nói là do tất cả những người đi trên thuyền hút cát hô hào yêu cầu Ninh đuổi theo đỏ ngang của Sa TT. Phải biết tại thời điểm đó tất cả những người đi trên thuyền của Ninh đều là người dân tứ xứ hành nghề khai thác cát tự do vào như không quen biết nhau theo lời khai của các bị cáo vậy việc họ đồng lòng lên thuyền đuổi theo đò ngang xã tt để lấy lại thuyền của anh phước một người không quen biết phải do một người đứng lên kêu gọi tổ chức và chỉ đạo theo như lời khai của nvn tại bút lục 410 416 thì cường là người đi thu thuế cho công ty của ông dũng các thuyền hút cát bất kỳ mua cát ở bãi nào thì đều phải nộp thuế cho công ty ông dụng là 160.000 đồng. Hành vi bảo kê thu thuế khai thác cát trái phép tôi đề nghị cơ quan điều tra khởi tố và làm rõ một vụ án khác. Như vậy có thể xác định Cường là người có uy tín và quan hệ với tất cả những người dân hút cát ở khu vực này. Việc ban đầu NBN khai C là người yêu cầu N điều khiển thuyền hút cát đuổi theo đò ngang của xã TT là hoàn toàn logic và có căn cứ hành vi giết người của DVC Theo lời khai của nhiều người bị hại và nhân chứng trong hồ sơ vụ án cũng như những chứng cứ mà cơ quan điều tra không đưa vào bản kết luận điều tra thì Nguyễn Văn Cường đã có những hành vi sau. Là người dùng hung khí trực tiếp tấn công anh quyền làm anh quyền ngã xuống sông. Là người đạp vào tay anh quyền khi anh quyền cố gắng bám vào bạn thuyền và xin tha chết, khiến anh này bị chìm và dẫn đến tử vong là người bắt những người trên thuyền xi măng nhảy xuống sông nếu không sẽ chém chết. Chúng tôi khẳng định hành vi của DBC là côn đồ và đặc biệt nghiêm trọng. Thứ nhất, hành vi giết anh là ích quy. Theo như lời khai của DBH tại bút lục 275 và lời khai của Lý Thế Đô tại bút lục số 233, thì khi bị cường tấn công ngã xuống sông, anh Quyền bám vào Bá mạn thuyền và van xin tha mạng, nhưng vẫn bị cường quyết tấn công đến chết đạp vào tay để anh Quyền rơi xuống sông và còn hô to cho máy chết. Đây là hành vi cố ý phạm tội đến cùng. Mục đích của Cường là giết bằng được anh Quyền và hậu quả xảy ra là anh Quyền bị chết. Có mối quan hệ biện chứng rõ ràng với hành vi phạm tội của Cường. Đặc biệt, cơ quan điều tra đã bỏ sót tình tiết quan trọng trong biên bản khám nghiệm tử thi. Cụ thể tại biên bản khám nghiệm tử thi lập hồi 15 giờ 30 phút ngày 29 tháng 1 năm 2010 tại bờ sông mã đối với anh quyền có nêu rõ cánh tay trái hư thối căng to ra bàn tay xám đen nhăn nheo kẻ ngón tay và móng tay dính nhiều bùn đất ra tay có nhiều chỗ phòng rộp tay phải hư thối căng ra tay nhăn nheo nhợt nhạt có màu trắng xám như vậy thương tích trên tay phải và tay trái của nạn nhân là không giống nhau biên bản khám nghiệm tử thi cho thấy tay trái nạn nhân xám đen nhăn nheo có nhiều chỗ phòng rộp mà tay phải chỉ nhăn nheo nhợt nhạt có màu trắng xám. Tình tiết này đồng nhất với lời khai của anh DVH và ông Lý Thế Đô khi thấy DVC đạp vào tay của anh Quyền khiến anh không thể bám vào thuyền nữa. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của anh Quyền. Cơ quan điều tra không đưa vào và làm rõ tình tiết này là vi phạm nghiêm trọng tố tụng dẫn đến bỏ lọt tội phạm. Thứ hai, hành vi đe dọa bắt ép những người trên thuyền nhảy xuống sông DVC phải biết rằng thời điểm diễn ra vụ án là giữa mùa đông rét buốt và địa điểm là giữa dòng sông mã chảy xiết. Kể cả người bơi giỏi cũng khó có khả năng nhảy xuống sông vào thời điểm đó. Tuy nhiên Cường đã dùng dao kiếm hung khí nguy hiểm đe dọa những người trên đỏ bắt họ và nhảy xuống sông nếu không sẽ chém chết. Lại khai của hầu hết các nhân chứng đều khẳng định nội dung này. Cụ thể, anh NQD tại bút lục 266 có khai cường bắt những người trên đò ngang của người dân xã TT Tê Tê nhảy xuống sông để không bị đánh. Nguyễn Văn Đảng tại bút lục 260 cũng khai rõ nội dung đe dọa của DVC, bày có thích chết không, muốn sống thì nhảy xuống sông. Lời khai của Dương Văn Tới tại bút lục 233, tôi không nhảy xuống sông thì bị đánh vào cánh tay trái, sau đó bị đạp xuống sông. Đỗ Xuân Trường tại bút lục 243 có khai một người cầm sẻng đập vào mông và bắt tôi phải nhảy xuống sông nếu không nhảy thì hắn đánh chết lời khai của các nhân chứng khác và chính dpc đều khẳng định cường là người cầm sẻng nhảy sang đò ngang của người dân xã tt cường biết và buộc phải biết việc đe dọa và ép buộc những người trên đò nhảy xuống sông có thể khiến những người này chết đuối nhưng vẫn thực hiện hành vi đến cùng và bỏ mặc cho hậu quả xảy ra hành vi nêu trên của cường đã có đủ yếu tố cấu thành tội danh giết người theo quy định tại Điều 93 Bộ Luật Hình Sự. Hành vi của NVN điều khiển thuyền sắt đâm vào đỏ ngang của người dân xã TT theo như lời khai của các nhân chứng. 1. Vũ Đình Dương tại bút lục 248 thuyền sắt lượn một vòng quanh đỏ vòng lại lần thứ hai thì đi ngang đâm thẳng vào bên phải của đỏ làm cho chiếc đỏ nghiêng đi nhưng may mắn không ai ngã xuống sông. 2. Lê Trọng Trung tại bút lục 245 Thuyền sắt lao thẳng vào thuyền chúng tôi làm vỡ thành thuyền 3. Dương Văn Tới tại bút lục 233 Thuyền của chúng tôi bị gãy thành do thuyền kia đâm vào 4. Nguyễn Quốc Hợp tại bút lục 225 Khi đang kéo vô bờ thì có một thuyền hút cát to bằng sắt chở nhiều người khoảng 20 người đàn ông đến vào hút thẳng vào thuyền chúng tôi đang đi 5 chính NBN tại buôn lục 416 cũng đã thừa nhận thuyền của tôi tiến thẳng và đâm vào đò xã TT. Tôi đã cho xà lan của tôi đâm thẳng về phía đầu của đò. Khi thực hiện hành vi NVN hoàn toàn tỉnh táo và làm chủ được hành vi của mình, nơi NVN thực hiện hành vi là giữa sông và khi thời tiết đang rét đậm. Trên đò ngang có rất nhiều người dân xã TT khoảng 20 người, phần lớn trong số họ là người già và trẻ em. Thuyền sắt của N là thuyền có tải trọng lớn và đỏ ngang của người dân xã TT là thuyền nhỏ. NVN biết và buộc phải biết hành vi điều khiển tàu sắt tải trọng lớn của mình đâm trực tiếp vào đỏ ngang của người dân xã TT có thể dẫn đến hậu quả làm đỏ ngang của người dân xã TT bị chìm và có thể khiến toàn bộ người trên đỏ bị chết đuối. Tuy nhiên NVN vẫn thực hiện và thực hiện đến cùng hành vi của mình, thể hiện hành vi tăng ga để tàu lớn cho anh ta điều khiển trộm lên con đò nhỏ. Có thể xác định NVN đã hoàn thành hành vi của mình và hậu quả không xảy ra tại thời điểm đó là nằm ngoài dự đoán của Ninh. Vì thế chúng tôi khẳng định hành vi của Ninh có đủ yếu tố cấu thành tội danh giết người theo quy định tài khoản 1, điều 93 Bộ luật hình sự. Với tình tiết quy định tại điểm A giết nhiều người và điểm 1 giết người bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người. các cá nhân khác trong vụ giết người này kính thưa hội đồng xét xử hành vi của dvc nvn là đặc biệt nghiêm trọng dẫn đến hậu quả là ba người chết và rất nhiều người bị thương tuy nhiên cần phải nhận định rằng nếu riêng một mình cá nhân dvc hay nvn thì không thể gây ra tội ác như trên bọn chúng phải có sự hỗ trợ của tất cả những người đi trên thuyền sắt hô hào thị uy nhảy sang đâm chém thì mới có thể uy hiếp tất cả những người dân đi trên đỏ ngang của xã TT, Tê Tê, khiến họ bị thương sợ hãi đến tột cùng và nhảy xuống sông thoát thân. Vì thế cá nhân tôi cho rằng cần thiết phải truy tố tất cả những người đi trên thuyền sắt về tội danh giết người với vai trò đồng phạm. Kiến nghị. Kính thưa hội đồng xét xử, với những lập luận như trên tại phiên tòa ngày hôm nay, với tư cách là luật sư bảo vệ cho bị cáo DBH và luật sư bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp cho bà NTA Tôi xin đưa ra một số kiến nghị như sau Thứ nhất Tuyên thân chủ của tôi Ông DVH bổ tội Thứ hai Trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại Theo hướng định tội danh Cho DVC NVN Và đồng bọn Phạm tội giết người Theo điều 93 Bộ luật hình sự Thứ ba Mở rộng điều tra Với hành vi khai thác cát trái phép Bảo kê khai thác cát trái phép Với BVG Và công ty HC trên đây là một số quan điểm của luật sư đề nghị cơ quan điều tra ghi nhận có phương án giải quyết và trả lời chân trọng ngoài lại một chút cái lần đầu tiên mình bày tỏ ý định theo nghề học trường luật sau đó làm luật sư cả nhà mình đều cản mình mấy thằng em họ học luật ra cũng cản mình hàng xóm láng giềng đều cản mình tất cả đều lấy lý do ở Việt Nam luật sư chả có cái vẹo gì Tất cả đều do thẩm phán quyết định Bản án đã được soạn trước Khi mở phiên tòa cả tháng Dân trong nghề gọi là án bỏ túi Luật sư Chỉ mấy thằng có quan hệ Để chạy án thì mới giàu được Còn lại toàn bộ bỏ đi thất nghiệp dài dài Mình vẫn mặc kệ Và đòi thi đại học luật bằng được Vào trường Vẫn là tâm lý đó Lớp có 50 mạng thì 25 thằng trong đó là con ông cháu cha Học xong là đã ấm chỗ làm nhà nước rồi Khoảng 15 thằng định hướng ra trường sẽ không làm luật sư mà làm pháp chế cho ngân hàng tập đoàn. Chỉ còn khoảng 10 thằng theo học lớp luật sư. Nhưng cũng chỉ có một hai thằng theo đuổi nghề luật đến cùng. Và lý do là mà muốn có thẻ luật sư phải mất 6 đến 7 năm vừa học vừa thực tập. Lâu gần bằng bác sĩ mà có thẻ luật sư thì làm cái mẹ gì với hệ thống pháp luật của Việt Nam bây giờ. Khi mình ra trường vừa cầm bảng buổi sáng buổi chiều đã được bố mẹ nhét vào làm vào phòng tổ chức của một công ty con của tập đoàn dầu ký. Lương lậu ngất ngưởng, ăn chơi thác loạn ngút trời. Hầu như chả phải làm gì. Chỉ nghĩ cách kê khống hóa đơn, làm giả hồ sơ nhân sự để rút tiền. Mỗi tháng ngoài lưng cứng của mình, mình còn nhận được lương của 4 năm nhân sự ảo khác do mình dựng nên. Làm được gần một năm thì mình thấy không ổn. Kiến thức ngày càng hao mòn, mà khả năng nhập kho ngày càng cao hơn hết là khao khát làm nghề luật sư vẫn cháy bỏng mình quyết định bỏ việc ở dầu khí và quay lại con đường luật sư biết tin mình bỏ việc bố mẹ mình từ mình một năm trời cắt bỏ mọi viện trợ tết về cũng không nhìn mặt không cho vào nhà mình phải ở nhà bà nội trong mấy ngày tết ngẫm lại thời gian đó thực sự rất khó khăn từ một thằng tiêu tiền như nước mình phải thắt lưng buộc bụng một năm trời đi thực tập không lương phải nghĩ mọi cách để kiếm tiền trang trải. Do đó mới có việc xin tư vấn cho báo để lấy nhuận bút. May mắn là thời gian đó có gấu luôn ở bên cạnh động viên và vạch kế sách cho mình. Và một năm sau khi mình rời khỏi công ty bên dầu khí thì bộ sầu biết công ty đó nhập kho hết về tội lạm dụng tín nhiệm. Vụ đó cũng ẩm ý báo chí mồ hồi, bố mẹ mình biết tin mới bỏ qua cho mình. Rồi từng bước từng bước mình cũng vượt qua và tiếp tục làm chủ lại với nghề luật sư được tính đến, đến thời điểm hiện tại cả lớp mình chỉ có ba người có chứng chỉ hành nghề luật sư nhưng một ông thì chỉ chuyên đi chạy dự án với xin giấy phép một ông thì chuyển sang bán hàng đa cấp ngẫm lại thế mà buồn có thời điểm mình nhìn thấy bạn bè dần dần rời bỏ nghề luật để rẽ sang hướng khác mình đã đăng một tát tút trên facebook để tự động viên tinh thần của mình đại loại nếu bất chợt một ngày nào bạn thấy những người đang đi cùng đường với mình dừng bước hoặc quay đầu đừng vội nghĩ rằng con đường bạn chọn là sai có thể đơn giản là những người đó không có cùng đích đến với bạn hoặc nếu có cùng đích đến thì chắc là họ mỏi chân nếu chân bạn còn khỏe còn đủ mạnh mẽ nếu đích đến của bạn đã được xác định hãy bước tiếp thôi đừng hành động theo đa số vì trên thế giới này người nghèo là đa số Người giàu chỉ là thiểu số mà thôi Sau khi theo nghề một thời gian mình nhận rằng Những cái nhận định của mọi người về người luật sư là sai bét cả Thông thường mọi người đều nghĩ luật sư phải như ở Mỹ ở Hồng Kông Tức là đứng trên tòa lập luận hùng biện làm rung động lòng người Đổi trắng thay đen rồi giành chiến thắng vang dội Còn ở Việt Nam trên tòa luật sư Còn nói cái eo gì thì thẩm phán nó cũng eo nghe Không ăn thua mẹ cái gì Không phải vậy ở việt nam trước đây thì không biết như thế nào nhưng từ khi mình đi làm mình nhận ra rằng luật sư giỏi ở việt nam không phải là người hùng biện với chiến thắng ở phiên tòa luật sư giỏi là người buộc thẩm phán phải nghe theo quan điểm của mình trước khi mở phiên tòa bằng mọi cách thứ nhất dùng tiền thay đổi quan điểm của luật sư là một cách đó là những luật sư chạy án hai dùng pháp luật buộc thẩm phán phải nghe theo quan điểm của mình đó mới là luật sư chân chính Vài dòng kể lẻ để anh em hiểu rõ hơn nghề luật sư của mình Mong đừng gạch đá vì làm mất thời gian của anh em Lại nói về thời gian một tháng trước khi mở phiên tòa phúc thẩm Đây là giai đoạn căng thẳng nhất Quyết định thắng thua của cả vụ án Ở Việt Nam phiên tòa chỉ mang tính hình thức Kết quả đã được sắp xếp từ trước đó rất lâu Và luật sư cần phải là người tham gia quá trình sắp xếp đó thời gian một tháng đó là một cuộc đua của hai bên để đạt được kết quả theo mong muốn của mình tim cát tặc đứng đầu là dục và đứng sau là cơ số các đồng chí tai to mà lớn khác cả những người đương nhiệm lẫn những người đã về thành dưỡng sức từ lâu trên danh nghĩa thì bảy thằng bị đưa ra xét xử chỉ là mấy thằng cù bất cù bơ khai thác cát nhưng cứ thử để bảy thằng nó no sổ khám trên chục năm xem bọn nó chả tung hê hết cả những thằng tài to mà lớn đứng đằng sau. Rồi vợ con bọn nó sẽ kéo bầu đoàn thê thiếp lên ăn vạ ở nhà các đồng chí ấy. Rồi phản ứng dây chuyển, dẫu đổ bìm leo. Ôi ông mất chức, ôi ông phiêu diêu chỉ vì cái phiên tòa đó. Thế nên tim cát tặc rất tích cực để ngăn chặn điều này. Tiền tấn được đổ ra để mua chuộc báo chí và truyền hình. Thế nên mới có mấy bài báo mà các bạn tìm được. Viết nội dung đổ lỗi cho tim nông dân và tiền tấn được đổ ra để đi mua nhân chứng. Rất nhiều đồng chí bị tim cắt tạc chém toác đầu của tay. Sau khi được vợ đồng chí Dụng dắt đi mua xe SH vài trăm triệu lót tay thì đều trở giáo, quay lại đâm tim nông dân. Quyền lực của các đồng chí tay to Thanh Hóa phủ bóng xuống tận phòng tài nguyên môi trường của huyện TH. Đồng thời đứng đầu tim nông dân nghiễm nhiên được lôi ra và quy trụm là người đang tranh chấp mỏ cát với tim cát tạc. Rồi chiếc thuyền mà tim nông dân dùng để đi đuổi tim cát tặc được xác định là thuyền vô chủ là tài sản bất minh. Phe ta cũng không chịu nằm yên, mình và đồng chí Thắng được cử về TT nằm bồng đồng viên thuyết phục anh em giữ vững lập trường. Thời gian đó mình và đồng chí Thắng ban ngày để tập trung mọi người nông dân lại họp bàn, chủ yếu đã lên dây con tình thật. Cứ 5 giờ chiều là chui vào nhà đồng chí lãnh đạo tim nông dân đánh bài, không dám ho he bén mảng ra ngoài cùng lúc đó thì đồng chí Hương và xe của mình tiếp tục chuyển đơn từ các cơ quan lên trung ương. khi viết bài này mình đang ngồi lục lại hồ sơ thì thấy cái đơn kêu cứu khẩn cấp được gửi đến tất cả 27 cơ quan và cá nhân có thẩm quyền. bằng quan hệ của đồng chí Hương thì bên mình còn tiếp cận được với cả tránh án tòa án nhân dân tối cao cũng như viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao. các đồng chí ấy cũng chỉ nói sẽ chỉ thị cấp dưới làm đúng pháp luật chứ không hứa hẹn gì. Và trên tất cả Mr. X là người đứng đằng sau chỉ đạo toàn bộ cuộc chiến này. Mr. X cùng phe với mình. Nhưng phe cát tạc của Mr. P dù đã về hưu nhưng tầm ảnh hưởng trong bộ chính trị và ban bí thư còn rất lớn. Kết cục vẫn năm 10 năm 10 và cuối cùng ngày xét xử cũng đã đến. Hôm mở phiên tòa, đồng chí thủ lĩnh tin nông dân, vốn kinh doanh xe khách đã điều một xe 45 chỗ về đưa bà con lên thành phố. Mình và đồng chí Thắng cũng đi cùng lên luôn. 8 giờ 30 phút mở phiên tòa thì tầm 8 giờ đồng chí Thắng nhận được điện thoại của ai đó. Nghe xong đồng chí ấy quay sang mình nói vụ này chắc chắn rồi. Mình nghe thì bán tin bán nghi nhưng cũng để kệ đó thôi. Lên đến nơi thì sếp mình với đồng chí Hương cũng đã có mặt tại tòa rồi. Thêm nữa là cả em Hoa cũng có mặt luôn. Thấy mình em ấy mỉm cười chào nhưng cũng không thể hiện thái độ thân thiết gì cả. Mình cũng hơi lăn tăn. Tìm cát tặc hôm đó đi đồng nghiệp luôn mà toàn xe máy giã chiến. Chắc cũng phải sấp xỉ 100 người. Chỗ xe kín vỉa hè, chỗ tòa án tỉnh luôn. Đồng chí Hương và đồng chí Thắng ngồi trên xe không xuất hiện, chỉ có mình, xếp và em Hoa và tòa. Xuất trình giấy tờ xong thì cả ba được cho vào phòng xử án luôn. Còn tim nông dân và cát tặc thì không phải ai cũng được vào chỉ những người có giấy triệu tập mới được cho qua. Số còn lại chia làm hai phe đứng ở cổng tòa gườm gợp nhau. Vào đến phòng xử án thì mình thấy bên trong cũng đã chặt kín. Cũng chia làm hai dãy ghế, phe cát tặc ngồi một bên, phe nông dân ngồi một bên. Ở phía dưới thì có khoảng 20 đồng chí công an ngồi kín hai dãy ghế cuối luôn. Mình không phải luật sư chính thức nên cũng phải ngồi ở phía dưới cùng với em Hoa. Còn xếp mình thì lên trên bàn rồi cho luật sư ngồi Tranh thủ lúc hội đồng xét xử chưa vào Mình mới quay ra nói chuyện với Hoa Mình Em đi đâu vào tháng trời này Anh gọi điện cũng không nghe máy Có chuyện gì vậy Hoa Anh cũng quan tâm đến em sao Thế còn chị Quy A Anh vứt cho ai Mình Em biết chuyện rồi thì anh cũng chẳng giấu Nhưng dù sao đi nữa thì em cũng phải báo cho anh một tiếng chứ Hòa Đùa thôi lúc quen anh Em đã đoán anh có người yêu rồi Nhưng chả sao Khi con tim lên tiếng thì lý trí phải lặng câm Đoạn em nắm nhẹ tay mình cười nói tiếp Em có việc quan trọng phải giải quyết Mà không được dùng điện thoại nữa Nên không báo cho anh được Mình Rốt cuộc thì em đi đâu Việc quan trọng gì Có liên quan đến vụ án này không Hòa Tất nhiên là phải liên quan đến vụ án này rồi anh nghĩ chỉ với ba cái lập luận vớ vẩn của các anh mà đòi xô đổ được cả cái chính quyền thanh hóa à mình hơi bực mình nhưng vẫn cố nhịn nói em cũng biết là không chỉ có bản luận cứ bên mình còn chạy khắp nơi để giải quyết vụ này mà hoa cười tất cả chả giải quyết được gì bọn nó dùng tiền với quan hệ bịt được hết thanh hóa là đất thiêng đâu phải anh muốn làm gì thì làm đâu không có em thì hôm nay không có ý án mới lạ. Mình, em biết kết quả, sao mà biết? Hoa ghé tay mình thì thầm. Một tháng vừa rồi, em đi gặp người để tạo ra kết quả đấy. Em lại không biết. Mình bán tín ban nghi đang định hỏi tiếp thì hội đồng xét xử bước vào. Sau khi tiến hành mấy thủ tục, bắt đầu phiên tòa thì hội đồng xét xử bắt đầu thủ tục xét hỏi. Đầu tiên là 7 bị cáo mà bảy thằng thằng nào cũng khai vanh vách giống nhau rằng thì là bị cáo chỉ đi đòi lại thuyền hút cát bị cáo không đánh ai cả bị cáo biết anh hát thủ lĩnh của tim nông dân trước đó đã nhiều lần tranh chấp với bị cáo về việc khai thác cát trong lúc hỗn loạn thì ai nhảy xuống sông ai chết ai bị thương bị cáo không biết bảy thằng khai y xì đúc như nhau cứ mỗi khi một thằng khai thì ở dưới tim nông dân lại chửi ẩm lên Mẹ cái bọn khốn nạn Bọn mày giết người mà còn chối Mẹ cái bọn giết người Quần khốn nạn Rồi thì tim cát tạc ở dưới cũng nhao nhao lên chửi lại Yên tòa đúng như cái chợ vỡ Các đồng chí công an lại phải lên quát tháo dọa nạt một lúc mới trật tự lại được Sau khi xét hỏi bảy bị cáo thì hội đồng xét xử chuyển sang xét hỏi các nhân chứng Có khoảng 10 nhân chứng được mời đến Thì cả 10 đều thuộc tin nông dân Thế nhưng có đến bốn đồng chí trong đó do ăn tiền của nhà dụng nên khai bố láo hết cả. Mà có tiền họ đóng kịch giỏi lắm, cũng khóc lóc sướt mướt rồi quay sang chửi đồng chí hát, thủ lĩnh tim nông dân là rủ dê lôi kéo con cháu của họ ra sông, làm con cháu của họ bị an hành. Thế là lại được một đợt chửi bới nữa từ tim nông dân. Nói túm lại là cái phần xét hỏi ấy đúng như cái hội thi chửi nhau vậy. Từ mấy thanh niên choai choai đến các bố lão 60-70 tuổi cứ thi nhau chửi. Các đồng chí công an được ngày làm việc hết công suất. Xung quanh tòa, các chú nhà báo được bố trí từ chiếc cũng tha hồ chụp ảnh ghi hình. Đến bây giờ, dù đã tham dự rất nhiều phiên tòa, nhưng chưa có phiên tòa nào đốc vui nhộn nhịp như lần đó. Xong thì cũng chuyển sang phần tranh luận. Bên tim cát tạc thì không có luật sư, họ trả cần thuê luật sư, họ thuê hẳn kiểm soát viên luôn. Thế nên đồng chí kiểm sát viên mang tiếng là giữ quyền công tố nhà nước. Nhưng quanh đi quẩn lại thì luận điệu bảo vệ quyền lợi cho tim cắt tạc cả. Cổ thân đồng chí xếp mình. Cái sủ mẹp ra nhưng cứ đến đoạn quan trọng. Để luận tội thì ông thẩm phán ông ấy lại cắt mỡ nó mất. Kiểu hiểu của luật sư tranh tụng. Tập trung vào nội dung cáo trạng không lan man. Mất thời gian của phiên tòa. Mẹ cáo trạng truy tố bọn nó tội gây dối trật tự công cộng không cho lập luận sang tội giết người thì tranh luận cái kiểu gì tìm đồng dân thì ở dưới ức chế lại nhao nhao lên trong đó bà mẹ việt nam anh hùng giơ tay lên xin phát biểu ý kiến mấy lần nhưng không được để mắt đến sao không biết được ai gài bài cụ đã ra giữa phòng nằm ăn vạ khóc mếu rằng ôi giời ơi ông quốc hội ơi ông đảng ơi sao tôi khổ thế này chồng tôi con tôi thì hy sinh còn thằng con trai tưởng để nước náu tuổi dài thì cũng bị bọn nó chém chết. Giờ đến cái bọn chém nó các ông cũng bao che bênh vực thì tôi biết sống thế nào đây. Rồi cụ đập tay đập chân dễ lên đành đạch. Thẩm phán với kiểm sát viên cứ chố mắt nhìn nhau không biết phải xử lý ra sao. Có hai đồng chí công an nữ chạy ra khuyên can nhưng cụ vẫn mặc kệ vẫn nằm lăn ra đó khóc mếu ăn vạ. Tạo điều kiện cho báo chí được bữa chụp ảnh thả thuê. Sau rút lại, thấy có vẻ mục đích đã đạt được thì sếp của mình... Nháy mình chạy lên đỡ cụ dậy Vừa đỡ mình vừa nói nhỏ Cụ yên tâm Vụ này bọn nó về vì án thôi Cụ về chỗ đi Nghe thế cụ mới chịu lật đật về chỗ Thêm một hồi tranh luận nữa Thì tòa tuyên kết thúc phần tranh luận Đợi tòa và nghi án Vừa mới nghe thế thì tin đông dân Được gà bài trước lại nhao nhao lên gây sức ép Nhưng rút cuộc hội đồng xét xử Cũng rút lui an toàn vào hội trường Trong lúc đợi hội đồng xét xử nghị án mình quay lại chỗ hoa Nói chuyện tiếp Mình Thế chắc chắn là hủy án chứ em Hoa Đã có thư tay chuyển vào tận đây Bố nó cũng không dám làm trái Có điều nếu đây là phiên sơ thẩm thì đỡ Có thể bắt bọn nó tuyên án đúng tội luôn Vì là phiên phúc thẩm Nên chỉ tuyên hủy án được thôi Lại phải chiến đấu tiếp Từ phiên sơ thẩm rồi Mình Nhưng thư tay của ai mà ghi gớm vậy hòa sao anh tư duy kém thế một đứa lóc chóc như em thì đi gặp được ai cơ chứ trừ khi là gặp người thân mẹ em cay thằng dụng này lâu rồi nên bắt em phải đi gặp đấy mà em thì mỗi ngày cũng chỉ được gặp có 30 phút mất cả tháng trời mới giải thích chồng ấy hết về nội dung vụ việc đấy chắc cũng chỉ thấy em thì ông ấy mới chịu nghe vậy thôi đến hôm kia thì mới biết cái thư tay bảo em mang về đưa cho tránh án tòa nhân dân tối cao mình vậy bố em là thật hả hôm trước em nói thật hả hòa ô hay thế một gặp ai mà phải tắt điện thoại cả tháng trời nữa chứ hôm đó anh say chứ em có say đâu có cần phải diễn lại toàn bộ hay không đây lúc đó mình thực sự choáng váng dù vẫn còn bán tin bán nghi nhưng phần tin đã nhiều hơn một chút Lúc sau hội đồng xét xử ra tuyên hủy án Thì mình càng tin hơn Không lý nào Biết sư hương xấu như vậy cơ mà Vũ thẩm mỹ của người này quả là có vấn đề Rốt cục lại thì hội đồng xét xử Cũng tuyên hủy bản án sơ thẩm Yêu cầu điều tra và xét xử lại từ đầu Tim nông dân họ ra như mở hội Tim cắt tạc thì mặt hầm hầm như đâm lê Thầy trò mình và các đồng chí hương Thắng bẽm hoa tất nhiên cũng rất vui mừng Phấn khởi rồi Cả hội kéo nhau đi ăn uống đập phá một bữa ra trò Sau đó thì xếp mình về Hà Nội Mình kiếm cớ ở lại với em Hoa Để xem em ấy diễn lại từ đầu Sau khi có cái thư tay của Mr. X Bên mình chắc cố là thắng chắc vụ này Nên cũng ngáng ra Thách bố bọn nó cũng không dám làm trái chỉ thị của Mr. X Thế nên quãng thời gian 4 năm tháng sau Phía mình cũng chủ động nằm im Gần như không quan tâm gì đến vụ án nữa trong thời gian này chỉ xảy ra một biến cố lớn với riêng cá nhân mình Khiến mình bêm hoa chia tay Tưởng rằng mọi chuyện đã an bài Và vụ án cứ thêm mà khép lại Nhưng thật không may cho tim nông dân Và không may cho cả bọn mình Thời điểm năm 2012 xảy ra một sự kiện Mà người dân cả nước mong chờ Trừ tim nông dân và bọn mình Chỗ dựa vững chắc của bọn mình bị lung lay Ngay khi một bạn đầu gấu ngành ngân hàng nằm xuống Đồng chí Hương đã gọi điện cho sếp mình báo. Em ơi, mọi chuyện có vẻ không ổn. Em cẩn thận trong vụ thanh hóa giúp chị. Sếp mình thì cũng không hẳn là chủ quan. Nhưng thời gian đấy mới bỏng bong kinh tế vỡ ra. Rất nhiều khách hàng đến nhờ vả. Mình cũng bị cuốn vào buồng máy đó. Mà vụ cát tặc thì nghe chừng có vẻ hòm hòm rồi. Nên bọn mình cũng kệ. Một thời gian ngắn sau thì đồng chí đầu gấu ngành ngân hàng bị sờ gáy cả nước nhộn nhịp trông ngóng cái gọi là lấy phiếu tín nhiệm. Kinh nghiệm chính trị của bọn mình còn quá non nớt, nên thế thế cũng cho là điều bình thường. Rồi đục một cái thì có quyết định đưa vụ án ra xét xử vào đúng một tuần trước ngày lấy phiếu tín nhiệm. Ngày khi có quyết định, đồng chí Hương cuống cuồng gọi điện cho sếp mình. Sếp mình lúc đó đang say đòn một vụ bên phía ngân hàng nên sai mình đến gặp đồng chí Hương lên phương án. Mình thì sau khi chia tay với em Hoa Cũng rất ngại gặp mẹ em ấy Nhưng xét bảo thì phải nghe Tối hôm đó Mình chạy xuống nhà đồng chí Thắng Mình đến thì đồng chí Thắng và đồng chí Hương Đang rất lo lắng căng thẳng Điều mà trước đây mình chưa bao giờ thấy Chà chào hỏi gì Đồng chí Hương nói luôn Không ổn rồi Bác bảo mình phải tự lo thôi Bác còn không biết có qua được đợt này hay không Lúc khỏe không sao Hơi yếu tí là bọn nó vụt ngay mà bên kia lực của nó cũng không phải vừa đâu Người của bọn nó có trong bộ chính trị Cũng đang tập trung tỏa lực cho vụ này đấy Mình thì chả hiểu cái mô tê gì Cứ đực cái mặt ra nghe Đồng chí Hương nói tiếp Giờ chị em mình phải tự thân vận động thôi Trước bác đã có thư tay Cho tranh án toàn nhân dân tôi cao rồi Nhưng chiều nay chị lên xin gặp đồng chí ấy không tiếp Mẹ kiếp hùm tiếng khi đã xa cơ cũng hèn Bọn chó Bác mà qua được giai đoạn này Thì để xem bọn nó ăn nói ra sao Đâu chứ thắng cười Đàn bà biết đeo gì về chính trị Cuối cùng thì lợi ích Vẫn kéo các ông ấy lại với nhau thôi Khi bác ngã có khi cả đám nó đá xô lại đạp Nhưng bác đứng lên được Thì bác cũng chả đạp lại được bọn nó đâu Mà lúc đó Bọn nó lại quay lại xun xè như thường Đừng trách tại sao bọn nó đạp mình Hãy tự trách tại sao mình suy yếu Để bọn nó phải đạp vì nếu bọn nó không đạt Thì sẽ có thằng khác đạp bọn nó Chính trị Không người tốt người xấu Không có phe ta phe mình Chỉ có lợi ích thôi Còn lợi ích còn được ủng hộ Hết lợi ích thì chỉ có nằm xuống Đồng chí Hương nói Thôi rông dài làm gì Tóm lại bây giờ phải làm sao Chả có ai trả lời được Mặt hai đồng chí kia đẩn thối luôn Lúc đó mình cười nói Em nghĩ anh chị chả có gì phải lo Cùng lắm sơ thẩm mình thua mình lại kháng cáo phúc thẩm lúc đó bác khỏe rồi lo gì không ăn được bọn nó đồng chí hương thờ giả biết là thế nhưng vụ án nó lại kéo dài thêm năm nữa bao nhiêu kế hoạch giang dở cả im lòng một lúc rồi đồng chí ấy tiếp đành bởi vậy thôi chả còn phương án khác vậy là đến ngày mở phiên tòa dù biết trước là sẽ thua nhưng bọn mình vẫn phải tham gia Đúng như dự đoán thì tòa án vẫn giữ nguyên tội danh với 7 bị cáo, chỉ tăng hình phạt tù lên mỗi bị cáo thành 2 năm. Với cả gia đình người bị hại, bố mẹ thì được nuôi dưỡng đến khi chết, con cái thì được nuôi dưỡng cho đến khi đủ 18 tuổi. Mỗi gia đình còn được bồi thường một khoản khơ khớ nữa. Ngay sau khi có bản sơ thẩm, bọn mình tính làm đơn kháng cáo thì lại xảy ra một chuyện bất ngờ, làm thay đổi rồi kết thúc toàn bộ vụ án. Cảm ơn anh em đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Thớt này thì quá đủ tranh cãi rồi. Mình không ngại dính dáng đến pháp luật hay nằm vùng. Vì nếu anh em nào quan tâm đến câu chuyện của mình từ thớt khiêu vũ dưới bầy gõ thì sẽ hiểu mình là người như thế nào. Mình là người biết tự bảo vệ mình và không làm bất cứ điều gì nếu nó không an toàn. Nhưng mình có nhận được số inbox đề nghị dừng câu chuyện vì hiện tại đang là thời điểm nhạy cảm. Đối với các trang mạng xã hội cũng như các vấn đề chính trị. Vậy vì đại cục mình xin dừng lại câu chuyện ở đây. Vì nếu không động đến chính trị thì câu chuyện này cũng chẳng còn gì để nói. Kết cục lại thì vì nhiều lý do tim nông dân không thể kháng cáo. Vì vậy vụ án dừng lại ở phiên sơ thẩm và tim cát tặc vẫn chỉ bị mức hình phạt tượng trưng bớt vát lại được là gia đình người bị hại được bồi thường một khoản tiền Âu nó cũng là thời thế mình đã không thể đi ngược lại dòng chảy của xã hội rất vui vì quãng thời gian một tháng qua đã được chia sẻ vui buồn của anh em rất hy vọng thời gian tới sẽ được gặp lại anh em trong một review khác thân